Xin chào các bạn. Ở quê ngày xưa, khi cuộc sống còn chút khó khăn, mọi người thường tận dụng những thứ xung quanh để làm đồ ăn vặt cho mình. Có lẽ đến nay, nhiều người vẫn còn rất thích chúng. Hồi đó, mỗi khi chuẩn bị nấu cơm sáng, nếu cơm nguội hôm qua vẫn còn dư lại trong nồi, chúng tôi sẽ cho chúng ra thao. Thông thường, mọi người sẽ hấp hoặc chiên lại ăn để tiết kiệm. Có lúc, tôi muốn tận dụng số cơm nguội này để làm đồ ăn vặt cho chính mình. Tôi lấy cơm, cho một ít nước vào, rồi dùng tay bóp cho cơm rời ra thành từng hạt. Sau đó, ta chải cơm đều ra một cái sàn và đem tất cả đi phơi khô. Chúng ta sẽ phơi chúng trong thời gian khoảng 2 ngày để cơm được khô như ý muốn. Khi cơm đã khô, ta sẽ gom chúng lại và cho vào một cái mâm. Trong quá trình phơi, có những hạt cơm bị dính lại với nhau. Do đó, chúng ta cần dùng một chiếc chày đâm tiêu để giã nhuyễn chúng. Tôi sẽ giã cho đến khi những hạt cơm trong mâm tơi ra một cách thật đồng đều. Tiếp theo, ta bắt chảo lên bếp, chậm nhỏ lửa, rồi cho cơm khô đã giã nhuyễn vào chảo. Tôi phải đảo đều liên tục để chúng không bị khét. Khi cơm khô đã vàng đều, ta nhấc chảo xuống và đổ ra một cái thau nhôm. Sau đó, tôi sẽ sảy chúng, loại bỏ những hạt nhỏ bị khét đi để khi ăn sẽ không bị đắng. Bây giờ, ta sẽ đi thắng đường. Tôi sử dụng đường hũ cho một lượng đường vào chảo và thêm nước cốt dừa vào cho béo. Sau đó, ta khuấy đều cho đường tan hết. Tôi sẽ đun nhỏ lửa và tiếp tục khuấy đều. Khi đường ngã sang màu vàng cam, ngay lúc này chúng ta sẽ cho cơm khô đã rang vào chảo và trộn lên để tất cả các hạt cơm khô đều được áo lớp đường bên ngoài. Mọi thứ đã xong, ta sẽ nhấc chảo xuống. Tiếp theo, bạn lấy một cái mâm lúc nãy, chải một tàu lá chuối lên trên, rồi dùng một cái chén cho cơm vào đầy và úp nó lên mâm. Ta tiếp tục làm tương tự cho đến hết lượng cơm trong chảo. Bây giờ chúng ta đã có được những khối cơm khô ngào đường thật hấp dẫn. Khi ăn lúc còn nóng sẽ rất giòn với vị ngọt của đường và vị béo của nước cốt dừa. Ngày xưa, mọi người làm món này như một món bánh để cả nhà có thể ăn cùng nhau trong những buổi trưa hay buổi tối cũng rất vui. Khi mùa xoài có trái, lúc nhỏ chúng tôi thích những trái xoài mọc gần dưới thấp hơn. Khi trái đã lớn được một chút và vẫn còn non, tôi sẽ bẻ xuống, dùng một tay cầm trái xoài ở phần dưới và đập mạnh phần cuống vào thân cây. Bạn thấy trái xoài đã bị nứt, chúng ta sẽ tách ra và ăn ngay tại chỗ. Vì xoài còn non nên khi ăn cũng sẽ không chua lắm. Nếu được người lớn cho phép, chúng tôi sẽ hái những trái xoài lớn và già hơn, sau đó mang chúng vào nhà để chấm với nước mắm đường. Tôi vào nhà bếp lấy một ít đường hũ, cho đường vào chén và thêm một ít nước mắm, rồi khuấy lên vài vòng. Không cần đường tan hết, chỉ cần hỗn hợp sợ thân lúc ban đầu là được. Sau đó, tôi lấy thêm một con dao hai lưỡi và mang chén nước mắm này ra chỗ để xoài lúc nãy. Bây giờ, ta gọt lớp vỏ xoài đi, cắt thành từng miếng mỏng. Ta cẩn thận cắt thành từng miếng mỏng và chấm vào chén nước mắm đường đang để trước mặt. Tôi hay chấm nghiêng miếng xoài để lấy được một ít đường trên nó. Miếng xoài với đầy đủ gia vị như vậy, khi ăn mới bớt chua. Chúng tôi cứ ăn như thế cho đến khi cảm thấy chua quá và không ăn nổi nữa mới thôi. Vào những buổi xế trưa, khi đi làm ngoài đồng vào, tôi thấy trong vườn có bồn chuối già với trái đã tròn căng. Tôi sẽ cắt lấy hai nải chuối, sau đó đem vào nhà tách ra từng trái, cắt bỏ chót đầu và chót đuôi đi, rồi rửa sạch lại với nước. Tiếp theo, ta sử dụng một cái nồi nhôm, cho tất cả chuối vào và đổ nước ngập ngang mặt. Nhớ thêm một ít muối và bắt một miếng chanh để nồi không bị đen trong quá trình nấu. Bây giờ, ta sẽ nhóm lửa, bắt nồi lên bếp và đậy nắp lại. Chúng ta sẽ nấu trong khoảng 20 phút, rồi kiểm tra chuối đã chín chưa bằng cách dùng một chiếc đũa xiên qua chuối. Nếu đũa xiên được qua trái là chuối đã chín. Tôi nhấc nồi xuống, đổ tất cả ra một chiếc rổ tre, rồi tách vỏ vỏ ngay trong lúc còn nóng. Nếu để nguội, vỏ chuối sẽ dính vào trái và khó lột hơn. Bây giờ, chúng ta đã có được dĩa chuối nấu còn nóng rất ngon. Chúng tôi hay ăn chuối nấu này với muối ớt. Nếu ai không ăn cay được, có thể chấm với đường cát. Tôi còn nhớ mình đã ăn món chuối già nấu này từ lúc còn rất nhỏ. Đến nay, chúng tôi vẫn còn rất thích và đôi khi vẫn hay nấu để ăn như ngày xưa.